Duy Mạnh đang chơi một mình vì cả showbiz tẩy chay. Trước câu hỏi xoáy, Duy Mạnh lập tức đáp xoay, đúng với tính cách thẳng thắn và có phần nóng nảy thường thấy. Thời gian qua, showbiz Việt liên tục nhốn nháo khi các nghệ sĩ lần lượt vướng bê bối đời tư, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Là người không ngại đụng chạm, ca sĩ Duy Mạnh thường xuyên bày tỏ quan điểm về những vụ việc nóng của làng giải trí. Không chỉ bàn luận scandal của Hoài Linh và Phi Nhung, Duy Mạnh còn vô tình đụng chạm đến đồng nghiệp showbiz khi công khai góc khuất ánh hào quang sân khấu. Cụ thể, dòng ca kiếp đỏ đen từng thẳng thắn tiết lộ một số sau việc lừa dối khán giả, kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân, giải quyết nợ nần do cờ bạc gây ra. Duy Mạnh cũng khuyên khán giả không nên gửi tiền từ thiện qua các nghệ sĩ, thay vào đó chuyển trực tiếp vào các tổ chức uy tín. Giữa tháng 6, nam ca sĩ tiếp tục chỉ ra chiêu trò của giới showbiz. Theo Duy Mạnh, nghệ sĩ khi vướng scandal thường sẽ nhanh chóng bỏ tiền làm từ thiện để đánh lạc hướng nhằm xoa dịu dư luận và tẩy trắng hình ảnh. Thậm chí, Duy Mạnh thẳng thắn tuyên bố đứng ngoài lề khi cả showbiz xôn xao về group chat nghệ sĩ Việt. Theo đó, group này được cho là nơi tụ họp của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng đối phó với nữ doanh nhân, cười có những phát ngôn gây sốc về giới nghệ sĩ thời gian qua. Khi cư dân mạng đang xôn xao tính thực hư, Duy Mạnh lên tiếng khẳng định có group chat nghệ sĩ Việt. Tuy nhiên, nam ca sĩ từ chối tham gia vì anh là thợ hát chứ có phải nghệ sĩ đâu, vào làm gì. Việc Duy Mạnh luôn có ý kiến ngược dòng với các sự kiện đóng showbiz khiến nhiều người phải đặt câu hỏi mối quan hệ của anh với đồng nghiệp như thế nào. Mới đây, một khán giả đã hỏi thẳng nam ca sĩ: nghe nói chú bị showbiz với bạn bè tẩy chay à? Đen thế, ai bảo không ủng hộ chúng nó, tự nhiên bây giờ chơi một mình. Trước thắc mắc như có ý mỉa mai, Duy Mạnh phản hồi gay gắt, đuổi thẳng người này, nam ca sĩ cũng dùng từ ngữ khó nghe khi nói về hậu trường showbiz. Đồng nghiệp cái ý, cùng nghề mà toàn tìm cách dìm nhau, chơi xấu nhau, đó là đồng nghiệp hả? Duy Mạnh gay gắt đáp trả khi bị cho là chơi một mình vì cả showbiz tẩy chay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.